Hôm nay tôi xin giới thiệu phần mềm quản lý thông tin hiện vật. Phần mềm này hỗ trợ cho công tác bảo tàng, quản lý thông tin hiện vật, lưu giữ qua các thời kỳ lịch sử. Như vậy, qua các thời kỳ lịch sử, các bảo tàng đã lưu giữ tới vài trăm nghìn hiện vật và thậm chí nhiều hơn nữa. Vì vậy, chúng ta cần phải có một cái phần mềm để hỗ trợ quản lý thông tin hiện vật. Thì quý khách có nhu cầu sử dụng cái phần mềm này, liên lạc với tác giả lập trình, thạc sĩ Lê Văn Quang. Theo một trong hai số trên màn hình, hiển thị trên màn hình đây là 0912 595654 hoặc 0943078123 để được cung cấp cái phần mềm này. Sau đây tôi sẽ minh họa một chức năng, đó là tìm kiếm thông tin hiện vật. Như vậy là sau khi chúng ta lưu giữ thông tin hiện vật đã nhập vào máy tính, thì chúng ta có phần mềm nó cho phép chúng ta nhập số lượng thông tin hệ hiện vật không hạn chế, có đơn vị lên tới vài trăm nghìn hiện vật. Thì sau khi chúng ta đã có dữ liệu trên phần mềm rồi, làm thế nào để chúng ta thực hiện cái tìm kiếm và thông tin hiện vật khi chúng ta có hàng trăm nghìn? Thí dụ như chúng ta muốn in xem cái chất liệu hiện vật, thống kê xem cái chất liệu hiện vật bằng đồng là có số lượng là bao nhiêu, thì chúng ta kích chuột vào cái bảng chọn lấy chất liệu. Thì chúng ta có thể là in thống kê theo cái hiện vật. Phần mềm nó sẽ thống kê cho chúng ta là đấy, nhấc chuột cái phần mềm nó báo cho chúng ta tổng số hiện vật trong kho là bao nhiêu, chất liệu bằng đồng là bao nhiêu, bằng sắt là bao nhiêu, bằng bạc là bao nhiêu, bằng giấy là bao nhiêu, bằng vải là bao nhiêu. Đấy, chúng ta có thể thống kê. Hay là theo niên đại, chúng ta chọn một niên đại đó, thì chúng ta xem coi thống kê theo niên đại thì có, chúng ta kích chuột vào in số lượng theo hiện vật thống kê niên đại, thì chúng ta thấy phần mềm nó kết xuất ra chúng ta một cái báo cáo theo niên đại, thời tiền sử là bao nhiêu, rồi văn hóa Đông Sơn là bao nhiêu, thế kỷ thời Ngô, thời Đinh, vân vân. Đấy, thì rất là nhanh, chỉ có một cái nháy chuột thôi là chúng ta có được luôn. Hay là trong cái nơi lưu trữ, chúng ta sẽ thống kê theo nơi lưu trữ. Đấy, chúng ta lại in kết xuất ra. Thì trong một cái nháy chuột thì phần mềm nó đã kết xuất cho chúng ta là theo nơi lưu giữ đây. Thì thí dụ như trưng bày ngoài trời này, trưng bày khác này, vân vân. Đấy, như vậy chỉ có một nháy chuột thôi. Chúng ta có thể là in thống kê theo nguồn gốc. Đấy, sau đó là chúng ta có thể kích chuột vào nguồn gốc. Đấy, thì chúng ta có thể biết được hiện nay nguồn gốc là khai quật là bao nhiêu, sưu tầm là bao nhiêu, hiến tặng là bao nhiêu, mua theo đề án là bao nhiêu, rồi mua thường xuyên là bao nhiêu. Phần mềm thống kê rất là nhanh, rất tuyệt vời. Sau đó chúng ta có thể thống kê theo loại hiện vật. Chúng ta kích chuột vào in thống kê theo hiện vật. Thì phần mềm nó đã thống kê cho, chỉ một nháy chuột thôi là chúng ta biết được là di vật là có bao nhiêu, cổ vật có bao nhiêu, bảo vật quốc gia có bao nhiêu. Chỉ một nháy chuột thôi. Sau chúng ta có thể in theo năm, từng năm, nhật số lượng từng năm là bao nhiêu. Đấy, thì phần mềm nó sẽ thống kê cho chúng ta ngay trong tích tắc. Là thí dụ như là năm 2020, 2021 là bao nhiêu, nhập bao nhiêu. Đấy. Hay là chúng ta có thể xem theo, thống kê theo ký hiệu phân loại là có bao nhiêu. Đấy. Thì chúng ta thấy phần mềm chỉ có nháy chuột thôi là nó xuất hiện luôn. Thí dụ như là chúng ta xem cái ký hiệu là KL thì có bao nhiêu hiện vật đây, ký hiệu XC có bao nhiêu hiện vật, ký hiệu D có bao nhiêu hiện vật, đây, ký hiệu phân loại đấy. Đấy, thì chúng ta thấy chỉ có cái nháy chuột là có thể chúng ta biết được. Thí dụ như chúng ta có thể kết xuất ra file Excel toàn bộ cái thông tin hiện vật về bằng đồng. Bằng đồng có bao nhiêu hiện vật đây, chúng ta kích chuột vào nốt ra xuất ra file Excel. Đấy, thì chỉ trong nháy mắt là chúng ta đặt được cái file Excel. Đấy, hay chúng ta có thể tìm kiếm, thí dụ như tìm kiếm hiện vật là quy. Đấy, thì nó xuất hiện lên đây. Như vậy quá trình giao diện tìm kiếm và thống kê thông tin hiện vật, chúng ta chỉ việc thực hiện nháy chuột thôi là phần mềm nó sẽ tính toán cho ta luôn, một cách thống kê rất nhanh và chính xác. Như vậy là quý khách có nhu cầu mua sử dụng cái phần mềm này, liên lạc với chúng tôi qua một trong hai số mà đã giới thiệu.
Như đây chính là một cái giao diện để chúng ta menu để chúng ta thực hiện các chức năng. Thì các chức năng nhập thông tin, sửa thông tin chúng tôi đã giới thiệu vân vân. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cái phương pháp thống kê, tìm kiếm thống kê theo thông tin hiện vật. Đó. Như vậy là quý khách có nhu cầu sử dụng phần mềm này để hỗ trợ công tác bảo tàng quản lý thông tin hiện vật lưu giữ qua các thời kỳ lịch sử. Khi mà chúng ta có số lượng hiện vật rất lớn thì cái việc sử dụng phần mềm nó hỗ trợ cho công tác quản lý rất là nhanh. Ví dụ như hỏi là trong bảo tàng của ta có bao nhiêu hiện vật bằng đồng, có bao nhiêu hiện vật bằng sắt, có bao nhiêu hiện vật bằng đất nung, vân vân, phần mềm trả lời được ngay. Thì nếu có vài trăm nghìn hiện vật mà chúng ta thống kê để trả lời được cái câu hỏi đó là mất rất nhiều thời gian, nhưng mà phần mềm chỉ trong vòng một giây thôi là nó đã có câu trả lời cho các nhà quản lý biết được ngay. Đấy, thì tôi vừa giới thiệu xong thì chúng ta thấy rằng là việc ứng dụng phần mềm nó mang lại một cái hiệu quả rất là lớn, tiết kiệm thời gian, công sức cho chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu quản lý luôn về thông tin hiện vật. Đấy. Cho nên đặt một cái câu hỏi là trong bảo tàng chúng ta có bao nhiêu cổ vật, có bao nhiêu bảo vật quốc gia, đấy, có bao nhiêu di vật, thì tôi vừa minh họa, phần mềm chỉ trong cái nháy chuột là nó trả lời được ngay, rất tuyệt vời. Đấy, chúng ta chúc các cơ quan đơn vị ứng dụng phần mềm thành công và hiệu quả.